Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ni trưởng Thích Nữ Dung Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Phú, khóm Châu Thới, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc đã tích cực vận động Phật tử và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội ở địa phương. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ni trưởng Thích Nữ Dung Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Phú, gương điển hình trong công tác từ thiện xã hội. Được biết và nắm rõ tình hình cuộc sống của bà con tại địa phương cũng còn nhiều khó khăn, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo khó khăn. Thời gian qua, ni trưởng Thích Nữ Dung Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Phú đã tích cực vận động Phật tử, học tập và làm theo gương Bác, cùng tham gia công tác xã hội từ thiện tại địa phương. Vào mỗi dịp Tết, lễ, ni trưởng Thích Nữ Dung Liên vận động Phật tử đóng góp tùy theo khả năng và điều kiện từng người, có thể đóng góp tiền, có thể đóng góp gạo, mì, phối hợp cùng địa phương trao quà và tiền cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi. Hàng năm, vận động 150-200 phần quà gồm gạo, mì, đường, dầu ăn, tiền mặt, phát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó còn hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm quần áo, xe đạp, sách vở, với tổng số tiền 200 triệu đồng để các em được tiếp tục đến trường, hoàn thành con đường học vấn. Đồng thời vận động Phật tử đóng góp công sức và hiện vật, xây dựng nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt lên trong cuộc sống, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Tôi cũng mà hoàn cảnh cũng khó khăn, không có nhà có cửa ở, giờ cũng nhờ sư phụ với chị em huynh đệ giúp đỡ cho tôi được một số tiền đựng mà cắt lên được cái nhà ở, đựng tôi được an cư lạc nghiệp. Hàng năm, ni trưởng Thích Nữ Dung Liên còn hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn những tấm thẻ bảo hiểm y tế từ 5 đến 10 người nhằm giúp cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh khi bị đau ốm. Ngoài ra, ni trưởng Thích Nữ Dung Liên cùng các Phật tử tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện tại các vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ tiền và hiện vật trên 500 triệu đồng. Không chỉ có vậy, ni trưởng thường vận động các Phật tử hỗ trợ trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi thành phố Châu Đốc mỗi tháng 800.000 đồng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo thành phố 300.000 đồng một tháng, vận động xây cầu nông thôn giúp người dân đi lại dễ dàng. Khi mà sư cô làm mà giúp đỡ người một Phật tử hay là giúp đỡ một người nào đó, người ta no chính là mình no, sư cô nghĩ vậy đó. Tại vì làm với cái này với cái tấm lòng của mình bằng cả trái tim. Dù là sư cô tu, nhưng mà sư cô thấy là làm cái việc từ thiện nó rất là có ý nghĩa. Tại vì mình tu thì mình phải chan hòa đối với mọi người. Tại vì mình no chính là người ta no, mình đói chính là người ta đói. Thì sư cô nghĩ bao nhiêu thôi. Cho nên từ đây về sau, sư cô vẫn tiếp tục với chính quyền địa phương giúp đỡ những hộ khó khăn, những người cơ nhỡ hay học sinh nghèo. Thì sư cô làm được gì, đó sư cô làm. Ngoài ra, ni trưởng Thích Nữ Dung Liên còn tích cực tham gia hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thành phố đến cơ sở. Với những cống hiến thầm lặng, đầy ý nghĩa của ni trưởng Thích Nữ Dung Liên đã được chính quyền, Mặt trận phường Châu Phú B biểu dương khen thưởng, có những đóng góp trong phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Thì trong thời gian qua, ngoài việc tu hành theo những nội quy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ni trưởng Thích Nữ Dung Liên đã cùng địa phương làm tốt công tác xã hội từ thiện như các nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm tình thương và hỗ trợ học sinh tiếp bước đến trường và các hoạt động từ thiện trong và ngoài địa phương. Mong rằng trong thời gian tới, ni trưởng Thích Nữ Dung Liên sẽ tiếp tục cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội. Từ những việc làm thiết thực, ni trưởng Thích Nữ Dung Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Phú đã có hàng trăm người sát cánh bên nhau, có cùng tôn giáo hoặc không cùng tôn giáo, cùng chung sức chung lòng xây dựng cho công tác xã hội từ thiện. Những việc làm của ni trưởng Thích Nữ Dung Liên tuy chẳng lớn lao nhưng nó thể hiện một tinh thần đoàn kết, yêu thương gắn bó với phương châm tốt đời đẹp đạo,
trong thời gian tới, Ni trưởng Thích Nữ Dung Liên sẽ cố gắng hết sức mình làm tốt hơn nữa vai trò là đại diện trụ trì tịnh xá Ngọc Phú để công tác từ thiện càng tốt hơn nữa nhằm giảm nghèo và hỗ trợ địa phương ngày càng phát triển.